Tôi đã thuê một chiếc máy bay để đưa tôi tới Isla Sonar. Và tôi muốn anh làm người hướng dẫn. Tôi muốn được đóng góp cho dự án của anh. Mảnh đất đó có thể là một thiên đường. Ôi trời, tôi đã quên mất. Đất trống, chúng ta cũng muốn hạ cánh xuống không? Không thể làm điều đó. Ôi trời ơi! Mảnh đất bị ngăn cấm, nơi mà con người không được phép xâm lấn. Đây là nơi anh tạo ra khủng long sao? Cô sẽ không hiểu được đâu. Và thứ không ngờ đến đã được mở ra. Bọn chúng có thể nói chuyện với nhau sao? Thật nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Tôi chắc anh sẽ không muốn đi qua bên kia. Đây không phải là một cuộc dạo chơi trong công viên. Đón xem công viên kỷ Churaba phát sóng lúc 20:30 thứ bảy ngày 27 tháng 10 trên kênh HTV3 Rims TV.